Một thủy thủ trên tàu đổ bộ Bohemia Richard bị cáo buộc cố ý phóng hỏa, khiến hải quân Mỹ phải rã sắt vụn tàu chiến hơn 1 tỷ đô la. Thủy thủ này bị cáo buộc tội phóng hỏa tàu đổ bộ USS Bohemia Richard dựa trên những bằng chứng do nhóm điều tra hình sự của quân đội Mỹ tiến hành. Người này là thành viên thủy thủ đoàn tàu Bohemia Richard vào thời điểm xảy ra vụ cháy hồi tháng 7 năm ngoái. Trung tá Shin Robertson, phát ngôn viên hạm đội 3 hải quân Mỹ cho biết, Phó Đô đốc Steve Kovler, tư lệnh hạm đội 3, đã yêu cầu tổ chức phiên điều trần sơ bộ và đang xem xét phương án đưa thủy thủ này ra tòa án binh. Danh tính của thủy thủ vẫn chưa được tiết lộ. Tàu đổ bộ tấn công USS Bohemia Richard bốc cháy sáng ngày 12 tháng 7 năm 2020 khi đang neo đậu để bảo dưỡng tại quân cảng San Diego, bang California, nước Mỹ. Vụ cháy chỉ được dập tắt sau 4 ngày khi ngọn lửa đã lan lên đến thượng tầng và khiến đài chỉ huy sụp đổ. 63 thủy thủ và nhân viên cứu hỏa bị thương vì vụ nổ hoặc trong quá trình dập lửa. Hải quân Mỹ hồi tháng 8 năm 2020 nghi ngờ Bohemia Richard bị phóng hỏa, đồng thời điều tra bổ sung về cách thiết kế của chiến hạm, cách phản ứng của Bộ Chỉ huy lực lượng trong sự cố.